Thông tin từ huyện Phong Điền, ông Đào Ngọc Chi, bí thư huyện ủy Phong Điền cùng với các ngành chuyên môn vừa đến thăm một số vườn cây ăn trái trên địa bàn xã Nhân Ái. Đoàn đã đến thăm vườn dâu sim kết hợp tham quan du lịch của ông Sáu Hạng, ngụ ấp Nhân Phú, hợp tác xã nông nghiệp Sáu Nghiệp trồng dâu Hà Châu, ấp Nhân Bình và vườn sầu riêng sen canh của gia đình ông Trần Giang Đông, ngụ ấp Nhân Thọ 1. Đến thăm các vườn cây ăn trái, lãnh đạo huyện Phong Điền chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để giúp bà con sản xuất cây ăn trái đạt năng suất chất lượng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân thành lập, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, khuyến khích bà con nhà vườn liên kết phát triển du lịch, giúp tăng giá trị sản phẩm cây ăn trái. Dịp này, đoàn cũng đến tham quan mô hình nuôi dê của chi hội nông dân nghề nghiệp xã Nhân Ái, chi hội được thành lập năm 2022, phát triển từ tổ hợp tác nuôi dê ấp Nhân Thọ 1 và Nhân Thọ 1A. Sản lượng dê sinh sản Bình Quân hàng năm khoảng 200 con dê. Tổng thu nhập của toàn chi hội khoảng gần 500 triệu đồng mỗi năm.